Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch hàng năm, tổ đình Phước Lâm tại ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đều tổ chức lễ tạo tháp đảnh lễ lịch Đại Tổ sư, tưởng niệm chư tiền bối khai sơn tổ đình và trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa vào dịp cuối năm của những người con Phật cũng như của dân tộc Việt Nam. Nhân ngày lễ tạo tháp hàng năm, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tổ đình Phước Lâm đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, cùng vui đón mừng Xuân Tân Sửu 2021. Buổi sáng sớm theo thông lệ hàng năm tại tổ đình, chư tôn đức trong tông phong tổ đình Phước Lâm đã vân tập về đông đủ và cử hành nghi thức tạo tháp, đảnh lễ lịch đại tổ sư, nhiễu tháp tưởng niệm chư tổ tiền bối khai sơn, trùng hưng tổ đình qua các thời kỳ, trong tinh thần ôn cố tri tân, nhằm giúp bà con nghèo, các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương có được một mùa xuân thật vui tươi, được sự hỗ trợ của gia đình Phật tử anh Hòa và chị Oanh, Phật tử Hoàng Nguyễn, cùng quý Phật tử các nhà hảo tâm gần xa. Thượng tọa trụ trì tổ đình đã tổ chức trao tặng 200 phần quà xuân, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, bao gồm 10 ký gạo, một số nhu yếu phẩm và bì thư 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá chung là 100 triệu đồng. Phát biểu trước khi tặng quà, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm gửi lời chúc năm mới sức khỏe, an vui đến bà con. Thượng tọa cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã phát tâm hỗ trợ tổ đình, gửi những quà xuân yêu thương đến bà con nghèo. Chúc cho quý vị luôn được sống an lành trong chánh pháp Đức Phật.